Chào mọi người, mình hôm nay mình sẽ quay một đoạn đường của phường Mỹ Hòa cho mọi người xem ngang trong những ngày giãn cách xã hội á mọi người, chỉ thị 16 á mọi người. Mời mọi người đi theo mình nha. Đường xá thì cũng khá là vắng mọi người, chỉ có một vài người dân là người ta thì mình cũng không có được đi ra đường nha mọi người, tại vì mình chỉ thị như vậy là mình không được đi ra đường, tại vì mình đi giao đồ, mình có giấy tờ rồi, có nói chung là mình có giấy tờ cấp xe ấy đó mọi người, mình mua bán đó mọi người, thì mình được đi ra ngoài đường gì chứ còn mình cũng không được đi nha mọi người. Thì mình sẵn có chuyến đi rồi mình quay cho mọi người xem gì đó chứ mình cũng không được đi. Tiếp tục nha mọi người. Thì phía trước mình là có chốt chặn rồi đó nha mọi người, chốt kiểm dịch chứ, chốt kiểm dịch đó mọi người. Rồi mình quay lại nha mọi người. Ở đây là chợ Kinh Đào nè mọi người. Giờ này thì cũng còn ở sớm nhưng người dân chưa ra bán đó mọi người. Rồi mình đi vô một đoạn cho mọi người xem nha. Đó mọi người, chợ Kinh Đào đó mọi người. Mờ quá mờ, giờ này còn hơi sớm. Đảo ra mọi người.
chợ thì giấc sáng thì phải đo thân nhiệt nha mọi người, tại vì giấc này sớm rồi mà chưa có nha mọi người. Vậy cái này cặp nó gần chợ nè mọi người. Giờ mình xin kết thúc video ở đây nha mọi người. Mọi người thấy hay bấm like, chia sẻ, đăng ký kênh để ủng hộ mình làm ra video mới nha mọi người. Cảm ơn mọi người.